Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đến với chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. SBTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SBTN. Và thưa quý vị, hôm nay là thứ hai đầu tuần 16 tây tháng 3 năm 2015. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long, kính chào khán giả SBTN. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay những tin tức đáng chú ý và quan trọng chúng tôi sẽ đề cập đến bao gồm tin vận động nhân quyền cho Việt Nam, chuyện ông Putin tái xuất giang hồ, chuyện bên Ferguson và chuyện ồn ào xung quanh chuyện vụ bà Clinton. Hôm trước thì bà có vụ email, bây giờ tới cái vụ là quỹ Clinton Foundation bị tố cáo là nhận tiền tặng giữ từ nước ngoài. Chuyện đó sẽ như thế nào chúng tôi sẽ từ từ đi vào chi tiết, nhưng mà trước hết xin trả lời nhanh một số thứ khán giả tôi nhận được cuối tuần vừa qua. Thứ nhất là thư khán giả tên là Thanh Danh có nhắc đến cái chuyện của y tá Nina Phạm kiện bệnh viện ở bên Texas, thì khán giả này là một cái thư khá là dài, cũng nói chuyện là tại sao không kiện, và khán giả này cho rằng không nên kiện. Đó là cái ý kiến khán giả này, nhưng mà đề tài này tôi đã nói rất nhiều rồi. Tùy quý vị thẩm định. Chúng ta sống ở Mỹ, chúng ta sống theo tình hay là lý, tùy theo. Nếu mà tình thì không có gì làm được trên cõi đời này cả, mà lý thì cứ làm theo cái lý của mình, miễn đừng có làm điều mà không bị cấm mà thôi. Thì khán giả Thanh Danh cho là không nên làm như vậy. Xin cảm ơn khán giả Thanh Danh. Cái khán giả này như tên là Nguyễn anh ạ. Vâng, nhưng mà cái tựa email là Thanh Danh. Không, cái tựa của cái thư là Thanh Danh. Ý nói là mất Thanh Danh. Không biết ai là mất Thanh Danh ai thì mình chưa biết. Có phải hào phân giải thì nhiều khi mà sống ở Mỹ này mà không đúng theo luật thì cũng là mất Thanh Danh cộng đồng Việt Nam lắm. Nếu mà không theo lý thì cũng khó biết. Nhưng mà rất là ngắn thưa quý vị là cô Nina Nguyễn kiện cái nhà thương mà làm cô lây bệnh chứ không phải kiện cái nhà. Vâng, nhưng mà khán giả này cho rằng là không cần biết anh là ai, không biết từ đâu, không chấp nhận kiện. Khán giả đi theo tình nhiều hơn. Và vấn đề được đặt ra là các y tá trong nhà thương này họ đều báo cáo rằng nhà thương này không chuẩn bị cho họ chu đáo trước khi bước vào cái cuộc chiến chống Ebola. Ngay cả cô Nina Phạm là một cái người là rookie, là tay mơ vào trong cái đơn vị mà gọi là intensive care, là chăm sóc đặc biệt. Cô là tay mơ trong đây thì tại sao không có những người mà gọi là lão luyện hơn. Vâng. Thì đây là những câu hỏi mà chúng ta cần phải đặt ra cho chính chúng ta. Mà tôi cũng không cần biết có lão luyện hay không cần biết, tôi không cần biết gì đó. Thưa quý vị, mới đây ở bên Connecticut, quý vị nhớ cái vụ trường tiểu học Sandy Hook không? Cái vụ mà một thanh niên là bị bệnh gọi là bị tâm thần, nó vô bắn chết hai mấy người đó, thì giờ cha mẹ các em học sinh nó kiện cái công ty bán cây súng đó luôn. Họ kiện đủ thứ hết. Và họ đã đâm đơn kiện rồi, có cái chuyện mà kiện được hay không là chuyện khác. Thành ra chúng ta đừng dị ứng cái chuyện đi kiện, nên nhớ là như vậy. Bởi vì chúng ta đang sống ở Mỹ và chúng ta đừng làm điều bị cấm làm mà thôi. Thầy xin nói rõ là như vậy. Nhưng mà thôi, khán giả này nói là đừng kiện đi cả thì khán giả này phải nói là thánh. Khán giả TDN ở San Jose, tôi thấy ông thị trưởng New York nói đúng, ông Obama không yêu nước vì tôi thấy ông ta không có lập trường cứng rắn của người anh cả thế giới. Ông chỉ mới tề gia trị quốc chưa bình được thiên hạ, chỉ lo đấu đá tranh giành ảnh hưởng. Hay anh nghĩ sao Mỹ đang trừng phạt kinh tế Nga chưa tới đâu, bây giờ Nga uy hiếp quân sự Mỹ, chẳng thấy ông tổng thống Mỹ nói gì. Bộ Nội an là rất quan trọng cho sự an nguy của Mỹ còn bị đe dọa đóng cửa thì tôi không hiểu nổi. Tôi nghĩ nếu thằng Trung Quốc núp sau lưng thằng Nga suối nữa thì nguy hiểm thật. Xin anh cho biết thêm ý kiến. Cơ cấu chính trị của Mỹ nó như vậy rồi, ông tổng thống nào cũng bị cả chứ không phải chỉ một ông Obama. Bảo đảm với ông, nếu mà ông vô ngồi làm tổng thống Mỹ, thực ra tổng thống Mỹ không ngon. Trên thế giới tổng thống Mỹ rất là có tiếng, có uy tín, nhưng mà chỉ đi chụp hình đi đây đi đó ngon lành thôi. Thực sự ra không có quyền bằng những ông tổng thống nước nhỏ mà độc tài, hay là những cái nước mà sương sương như nước Nga. Lát chúng tôi sẽ đi vào chương trình tại sao nước Nga tổng thống ngon hơn, bởi vì tổng thống nước đó họ có quyền sát sinh, họ làm được nhiều việc lắm. Còn tổng thống các nước dân chủ hầu hết là bị giới lập pháp chói tay và giới tư pháp chói tay luôn. Thì chắc ông theo dõi tin tức cũng thấy rồi, ra lệnh cái chuyện kia là bị tòa ngăn lại đó. Đó là vấn đề của các nước có chế độ dân chủ là luôn luôn họ như vậy. Biết nói sao bây giờ. Khán giả Tuấn Trần ở California, mặc dù biết rằng vì rằng người Mỹ coi trọng vấn đề quyền lợi kinh tế hơn cho bản thân và chiến lược Đông Nam Á cho đất nước Mỹ hơn là vấn đề nhân quyền của người dân Việt Nam mình. Cụ thể là những ông đại sứ như Michael Mahaley đã trở lại Việt Nam kiếm chút tiền bằng cách tham gia trường đại học Tân Tạo. Nhưng chúng ta lúc nào cũng dùng lá phiếu của mình để tạo áp lực cho dân biểu thượng nghị sĩ và nên thảo ra văn bản giấy trắng mực đen, nếu đồng ý ông ký vào, còn không tôi không bỏ phiếu cho ông. Dưới đây cái link của ông đại sứ về Việt Nam kiếm tiền. Thì khán giả ý nói là ông cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là Michael Mahaley vừa mới trở về Việt Nam. McCallack đọc là Mahaley. Trông thì cái tên nó ngộ lắm, mà tôi nói chuyện đó mà không, tên tôi đọc là Mahaley. Đọc viết là Mikalak nhưng mà đọc là Mahaley. Giống như John
Biner, à, đại khái thế. Thì ông này bây giờ trở về Việt Nam và ông là thành viên hội đồng quản trị và cố vấn của Đại học Tân Tạo do tập đoàn Tân Tạo làm chủ. Và ông đã nói thẳng trong với báo chí lúc bảo là khi mà tôi lên làm đại sứ Hoa Kỳ, tôi có nói với lại các vị thượng nghị sĩ của Mỹ là tôi sẽ nâng gấp đôi cái số sinh viên Việt Nam sang để du học. Và hôm đó ông có ở nhà bác sĩ Ngô Quốc Quân, ông nói câu đó là tôi có mặt ở đâu luôn hay không? À, tôi nhớ ông này. Thì bây giờ ông về, ông tìm cách đưa thêm sinh viên Việt Nam qua học. Thì cái đó mình không biết như thế nào. Bây giờ Việt Nam làm ăn với Mỹ, Mỹ làm ăn Việt Nam quá sức rồi, không cản được. Còn cái chuyện mà khán giả Tuấn Trần thì bảo là ký tên cho các nhân biểu thượng nghị sĩ đó, là nếu mà anh không làm thì tôi sẽ không bầu cho anh. Chúng ta làm được điều đó với điều kiện chúng ta phải đoàn kết và thống nhất cộng đồng. Chúng ta không đoàn kết thống nhất được cộng đồng, chúng ta không làm được điều đó. Ngay cả bây giờ cộng đồng Việt Nam ở cấp liên bang nha, chúng ta có hai cộng đồng, làm sao hai cộng đồng thống nhất ra, đừng nói chi các địa phương. À, xin báo ông Tuấn Trần như vậy, làm sao mà ông kêu các vị trong cộng đồng ngồi lại thống nhất với nhau. Tôi thấy Việt Nam California kỳ này đang có dấu hiệu tiến bộ. Tôi được biết hai cộng đồng Việt Nam California vừa rồi họp và họ đồng ý năm nay sẽ tổ chức ngày 30 tháng 4 chung với nhau, thay vì riêng, mặc dù họ xin giấy phép được hai ngày khác nhau ngay không. Bây giờ họ đồng ý, họ ngồi lại tổ chức một ngày nhưng mà chưa biết là họ chọn ngày nào. Đó là dấu hiệu đáng mừng. Làm sao cộng đồng chúng ta đoàn kết trước đã thành một khối đã. Lúc đó là tự động mấy ông dân biểu thượng nghị sĩ Mỹ và mấy bà ghét like, xếp hàng xin cho tôi ký vào, tôi hứa. Còn chúng ta mà không đoàn kết thì không ăn thua. Xin báo Tuấn Trần, khán giả Tuấn Trần biết như vậy. Anh Long có cái thư cuối cùng của khán giả bên Pháp, mời anh. Thưa quý vị, một khán giả bên Pháp tên là bà Lê Thanh ở Nice, bà gửi thư như thế này: tiền lương đàn bà ở Pháp Quốc theo như tôi làm 30 năm trong chính phủ thì ngang với đàn ông theo chỉ số đã định. Tôi đang làm hãng tư cũng như các bạn đàn ông của tôi, tóm lại lương đàn bà trả ngang bằng với đàn ông tại Pháp Quốc nước. Những cái điều trong tuần trước chúng tôi đưa một cái bản thống kê, cái bản thống kê có của diễn đàn kinh tế thế giới, của diễn đàn kinh tế thế giới thì cho biết rằng bên Pháp là đàn ông đàn bà chỉ lãnh bằng 50% lương của đàn ông. Còn thư của vị này thì nói như thế, thì chúng tôi cũng dựa theo diễn đàn kinh tế thế giới họ đưa ra cái thống kê đó. Còn bây giờ chuyện này thì không khán giả nói có thể đúng là miền Nam nước Pháp. Miền Nam nước Pháp có thể trả bằng, nhưng mà chỗ khác như vậy là có thể trả dưới 50% luôn, thì ra tính cộng trung bình lại diễn đàn kinh tế thế giới nói là chỉ bằng 50% thôi, thì phải thống kê mới được. Cho nên có thể là có những trường hợp cá biệt, nhưng mà nếu mà tính theo đa số, vâng, tính theo cái thống kê đa số thì chúng ta có cái con số mà lần trước chúng tôi đưa cho quý vị, diễn đàn kinh tế thế giới là thống kê như thế. Vâng. Đó là những cái thư chúng tôi nhận được cuối tuần vừa qua. Xin cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa. Mọi ý kiến đóng góp thắc mắc chương trình, quý vị tiếp tục gửi email về địa chỉ sbtnmorning@sbtn.tv. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, trong ít nhất là 2 tuần vừa qua, chắc quý vị nghe tin tức đã có biết có 20 nhóm xã hội dân chủ ở Việt Nam, xã hội dân sự đúng hơn, đang kêu gọi người dân trong nước cũng như ngoài nước vận động thúc đẩy nhân quyền cho Việt Nam. Và chúng tôi được biết đài SBTN cũng chính thức đi vào cái chiến dịch này, đúng không Long? Và đài SBTN yêu cầu cái gì, xin mời Long. Thưa quý vị, đài SBTN kêu gọi tất cả mọi người chúng ta, các quý khán giả của SBTN và quý vị vận động tất cả những người mà chúng ta quen biết, người trong gia đình của chúng ta, đi vào một cái trang mạng của tổ chức change.org để chúng ta ký vào một cái thỉnh nguyện thư kêu gọi nhân quyền, và lá thư này sẽ gửi đến Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc để vận động cho tình trạng dân chủ và nhân quyền ở tại Việt Nam. Trong thời gian vừa qua chúng ta biết rất nhiều nhà tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam đã phải vào tù. Bây giờ chúng ta phải cần làm cái gì đó cho họ, cho cái năm 2015 này. Và một cái điều đặc biệt rằng là trong lời kêu gọi này, đây là lần đầu tiên chúng ta kêu gọi có một cái sự phối hợp giữa người Việt ở ngoại quốc và người Việt ở trong nước cùng tham gia vào cái chương trình ký tên vào thỉnh nguyện thư. Và con số mà hiện tại chúng ta cần đạt được là 100.000 chữ ký. Vâng, và hiện nay chúng ta mới chỉ có khoảng 3.500 thôi. Vâng. Chúng ta còn cần khoảng nữa là 90 mấy ngàn nữa. Và chúng tôi hy vọng là với chiến dịch này từ giờ cho đến những ngày tới, người Việt chúng ta qua cái lời kêu gọi của đài truyền hình SBTN vận động mọi người ký tên vào trang web này rất là dễ. Chúng tôi đánh change.org thôi là quý vị vào, quý vị sẽ thấy cái thỉnh nguyện thư này. Hiện tại bây giờ với những cái chỉ dẫn mà đơn giản nhất, thưa quý vị vào website của sbtn.tv. Vâng, cũng được. sbtn.tv thì quý vị sẽ có luôn cả cái phần trong cái phần breaking news. Vâng. Quý vị bấm vào đó, quý vị có đường link đi thẳng vào luôn cái trang này. Còn nếu chúng ta vào trang này, đương nhiên chúng ta phải dùng một số cái thủ thuật khác để chúng ta vào đi qua một số bước khác nữa. Cho nên nó hơi khó. Quý vị vào sbtn.tv, quý vị sẽ có cái đường link dẫn quý vị thẳng vào cái trang để quý vị ký.
Và mục đích cái cuộc vận động này là theo 20 tổ chức nhân sự này cho biết là bởi vì đang có cuộc họp diễn ra ở tại bên Geneva của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc diễn ra từ ngày 24 tháng 3 cho đến 27 tháng 3, tức gần cuối tháng này, mà trong đó Việt Nam hiện nay đang làm thành viên. Và cái thư này kêu gọi là cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc phải đòi hỏi chế độ Hà Nội phải có các tiến bộ nhân quyền nữa. Còn nếu không thì nên kích cái đại diện của Hà Nội ra khỏi cái ủy ban này. Bởi vì Hội đồng Nhân quyền mà anh không có tôn trọng nhân quyền, theo như 20 tổ chức nhân sự này cho biết, họ nói là càng ngày càng là vi phạm trầm trọng hơn. Và cái họ dự trù cái cuộc vận động này không chỉ có ký thư thỉnh nguyện không qua cái tổ chức trên đất óc, mà còn có nhiều cái hoạt động khác xuống đường và biểu tình và bày tỏ này, đặc biệt là cho tới ngày 10 tháng 12 năm nay là ngày nhân quyền quốc tế. Chúng ta biết mỗi năm tới ngày 10 tháng 12 là ngày nhân quyền quốc tế. Thì cái ngày nhân quyền quốc tế này, người ta kêu gọi tất cả mọi người trong và ngoài nước mặc áo màu trắng và xuống đường để mà kêu gọi các nước trên thế giới cũng như các tổ chức thế giới chú trọng hơn vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Đó là cái chủ yếu của cái chiến dịch này, tức là gì? Không chỉ là ký thỉnh nguyện thư không, không chỉ là đi kêu gọi chỗ này chỗ kia không, mà tất cả mọi người xuống đường. Đó là cái lời kêu gọi của 20 tổ chức nhân sự. Và như anh Long nói, lần đầu tiên trong nước và ngoài nước hợp tác, bất kể người Việt Nam đang ở đâu, ở Mỹ, ở Pháp, ở Đức, ở Úc, Canada, chỗ nào cũng vậy, tất cả ta đều có thể vào cái trang mạng này ký, mà chỉ cần có 100.000 chữ ký thôi quý vị, không có nhiều. Và nếu mọi người chúng ta làm nhanh, chúng ta sẽ có những cái gọi là kết quả hơn nữa. Không những 1.000 mà có khi 1.000.000 chữ ký không chừng. Bởi vì người Việt chúng ta hải ngoại bây giờ sắp xỉ cũng đã 2-3 triệu rồi. Thì đây nó là cái chiến dịch mà 20 tổ chức nhân sự ở trong nước kêu gọi. Và đài truyền hình SBTN cũng vinh dự là có tham gia vào cái chiến dịch này, đúng không Long? Vâng, thưa quý vị, cái chuyện mà kêu gọi xuống đường mặc áo trắng trong ngày quốc tế nhân quyền, thì cái ngày đó là ngày 10 tháng 12, thưa quý vị. Quý vị ghi vào trong cái calendar của mình, cái lịch của mình, để chúng ta chuẩn bị ngày hôm đó chúng ta mặc áo trắng. Thì thưa quý vị, đó. Từ trước đến nay chúng ta lúc nào cũng nghe rằng là quốc gia mà có dân số mà sống thọ nhất là nước Nhật, đúng không anh Dũng? Trên thế giới. Trên thế giới. Trên thế giới. Nhưng mà một báo cáo mới đây nhất lại cho thấy rằng là hình như những người mà sống lâu nhất ở tại Hoa Kỳ, mà chẳng những người sống lâu mà ma cũng sống lâu nhất ở tại Hoa Kỳ. Đúng rồi. Câu chuyện ra sao anh Đỗ Dũng? Trước hết xin quý vị ngồi cho vững cái ghế. Đừng có để bị té. Bởi vì chúng ta thường hay nghe... Như Long nói á, nghĩa là người Nhật ở đâu chứ không phải người Mỹ. Và chúng ta cũng thường nghe một cái chuyện đó, là thường thường người thiểu số, có một số người bảo ơ người Việt Nam sang Mỹ thì nhiều khi gian lận. Có một số người gian lận, chẳng hạn welfare, food stamp, hay là mở tiệm không khai thuế vân vân. Nhiều khi chúng ta chỉ trích thì mình thấy cũng tầm bậy, phải không? Tất nhiên là bậy là không được rồi, chúng tôi không ủng hộ chuyện là bậy. Thế nhưng mà mình không ngăn chặn được, bởi vì chúng tôi nói giống như là đi ra đường mà thấy đèn đỏ đó, ngó không thấy cảnh sát, cũng có một số người chạy mà không cho tới khi nào bị bắt thì thôi. Thế nhưng mà cái mức độ là bậy của Việt Nam mình thấy là một sao như một số người nói, hay báo chí Mỹ đăng á. Báo chí Mỹ họ đăng là nhiều khi Việt Nam ăn cắp 30-40 ngàn hay gian lận vài 3 triệu, họ đăng rùm beng kinh hoàng lắm. Nhưng mà chuyện này kinh hoàng nữa. Ở Mỹ này hiện nay, thưa quý vị, theo hồ sơ Sở An sinh Xã hội cho biết có 6,5 triệu người 112 tuổi đang hưởng an sinh xã hội. Quý vị có thể tưởng tượng không? 6,5 triệu người over 112 tuổi anh Dũng. Vâng, không phải trên 112 tuổi mà đang có cái số an sinh xã hội còn nghĩa là sử dụng được. Chú ý thấy không? Trong đó chỉ có 35 người còn sống sót thôi. Thấy chưa? Như vậy á là bao nhiêu? Cứ là gần 6,5 triệu người, nghĩa là ma. Con số là số ma, tức là những người này đã chết nhưng cái số an sinh xã hội của họ vẫn còn. Còn để làm cái gì? Thưa quý vị, họ dùng cái số an sinh xã hội này để họ làm nhiều thứ, xin việc làm, xin trợ cấp, xin nộp nhà, mở chương mục ngân hàng, xin thẻ tín dụng, hay là ngay cả gian lận trong chuyện bồi hoàn thuế luôn. Nào, ví dụ nói, ơi, cái ông này vẫn còn sống, bây giờ không làm gì cả, 112 tuổi, hay bà này vẫn còn sống, đề nghị là sở thuế hàng năm vẫn gửi tiền thuế về, hay là gửi tiền an sinh xã hội về. Thì trong số này, thưa quý vị, đây là cái điều tra của Sở Sinh xã hội nha, mới đây nha. Họ cho biết là hiện nay trong số này chỉ còn có đúng 13 người đang lãnh tiền an sinh xã hội, tức là còn sống. Còn sống, còn hầu hết những người khác đã qua đời rồi, nhưng mà tên của họ và số họ vẫn còn sống và được dùng sử dụng cho cái chuyện đó. Và đây là cái điều tra của Sở An sinh xã hội. Và mới đây, ông thượng nghị sĩ Ron Johnson, Đảng Cộng hòa, tiểu bang Wisconsin, ông này là một chủ tịch của cái tiểu ban về an sinh xã hội, đã phải lên tiếng, chắc là tôi phải đưa ra một cái dự luật để mà cải tổ cái chuyện này. Quý vị thấy không? Trong này họ nói luôn, có một số cái hồ sơ, đây, rất là cũ,
Cuộc thanh tra cho thấy gần 70.000 số trên xã hội của những người đã đến tuổi 112 này đã được dùng để báo cáo số lương trị giá 3 tỷ đô la từ năm 2006 đến năm 2011. Quý vị có thể tưởng tượng không? 5 năm trời hơn 3 tỷ đô la cho 70.000 số an sinh xã hội mà số người đã chết rồi mà bây giờ vẫn được coi khai là sống. Đặc biệt trong số những con số này, 6 triệu rưỡi số này, có một con số đã được dùng bao nhiêu không? 613 lần khác nhau. Có nghĩa là dùng đã rồi bán cho người khác hay người khác lấy lại dùng nữa, 613 lần khác nhau. Quý vị có thể tưởng tượng nước Mỹ này hiện đại như thế, đầy đủ cơ quan an ninh như thế mà vẫn có gian lận, mà tại sao nó gian lận tới 613 lần mà không ai biết? Biết chứ phải biết, lát chúng tôi sẽ nói tại sao biết mà không làm được. Ngoài ra còn có 194 số khác được sử dụng ít nhất là 50 lần một số. Ít nhất là 50 lần một số. Quý vị có thể tưởng tượng không? Lý do, đây, ông Johnson ông hỏi tại sao Sở Giao dịch không làm chuyện này. Không clean up với cái hồ sơ này, không cập nhật với cái hồ sơ này. Dạ thưa, nếu bây giờ mà cập nhật cái hồ sơ này tiền tốn lắm. Tốn tiền vô cùng. Mà không phải dễ. Quý vị thấy không? Điều khi tôi nói chuyện với một số người Việt Nam, tiếng Anh nó gọi là overrated đấy. Tức là giống như ông Long, ông đâu có giỏi đâu mà tôi nghĩ ông quá giỏi. Đó. Người ta nói ở Mỹ này mình làm gì nó biết hết. Đúng nó biết nhưng mà nó không làm gì hết. Đây, ví dụ một người chết, khi chúng ta chết, người nhà chúng ta chết, chúng ta đâu phải báo cáo liên bang đâu. Thậm chí không cần phải báo cáo tiểu bang luôn. Và theo nguyên tắc thì báo cáo cho quận hạt để làm cái giấy chứng tử. Nhưng mà làm cái giấy chứng tử của quận hạt thì quận hạt biết thôi, quận hạt không phải báo cáo lại liên bang. Liên bang không biết gì hết và cứ tiếp tục xài số này cho rồi đó. Đó là cái hở nước Mỹ. Và nước Mỹ có một cái tật như thế này. Họ không có chia sẻ thông tin với nhau trừ khi liên quan an ninh quốc gia. Trừ khi có lệnh của tòa bảo ông này phải đưa thông tin cho ông này. Tôi nhớ ngày xưa tôi đi học. Anh biết không? Mỗi năm tôi phải cập nhật hồ sơ di trú của tôi một lần. Mà cái văn phòng nó nằm ngay trong trường học đó. Tôi bảo tại sao mấy anh không lấy thông tin ở bên phòng hành chính nhưng mà mấy anh phải lấy thông tin tôi. Tôi bảo không. Chúng tôi là cơ quan financial aid của liên bang nằm trong trường này, của trường này, nhưng chúng tôi độc lập với thằng kia, chúng tôi không hỏi. Anh phải nộp giấy chúng tôi. Bà cha, tôi phải tức, tôi phải chửi. Đáng lẽ tôi nói bà mẹ, bây giờ tôi nói bà cha. Năm nào tôi cũng phải ghét lại, mà có một năm anh biết tôi bị một lần nữa. Cái trường học nó ở xa lắm, biết không? Tôi phải lái xe, tôi đi lên trên, tôi mướn cái xe, tôi chở má tôi với anh tôi đi. Anh biết không? Bởi vì cái hồ sơ của tôi nó không cho gửi, bởi vì nó không có hình. Bắt tôi phải lái lên trên đó để mà vô ra photocopy đúng 10 phút. Tôi đi mất 2 ngày thôi quý vị. Đó là lý do tại sao mà có những thông tin mà nó như thế này. Người ta thấy mà không ai làm gì cả. 3 tỷ đô la trong vòng 5 năm của 70.000 người gian lận. Tôi quý vị biết họ gian lận bao nhiêu. Chưa kể những người khác trong này, cả hàng 6 triệu người. Anh Long chia sẻ quý vị câu chuyện của Độc Đáo đó. Xin mời anh. Những người mà gặp những cái cảnh như anh Đỗ Dũng vừa mới kể thì, chúng ta mới cảm thấy rằng là cái hệ thống của chính quyền Hoa Kỳ nó cũng có rất nhiều cái mà nó cập rập lắm. Vâng. Nó không có giống như là cái chuyện là năm 2001 xảy ra thì người ta mới thấy rằng là FBI, CIA, cơ quan quân báo Hoa Kỳ không có chia sẻ với nhau những tin tức về tình báo. Rốt cuộc để xảy ra những cái chuyện như thế và sau đó họ phải đẻ ra một cái bộ khác, không phải là bộ nội an, một cái bộ khác để có một cái ông gọi là xếp sòng của tất cả tình báo phải báo cáo cho ông này rồi ông này mới báo cho tổng thống. Đó là những cái chuyện rắc rối. Còn cái chuyện mà quý vị sẽ có rất nhiều người thắc mắc là tại sao có nhiều người xài sử dụng những số an sinh mà trên 110 mấy tuổi, có nghĩa là những người này có thể phần lớn đã chết hết tất cả rồi. Mà trong 6 triệu người này người ta chỉ kiểm ra bao nhiêu rồi? Chỉ có 19 người là thật sự còn sống, còn 35 người còn sống và có 13 người là đang hưởng an sinh xã hội thôi. Thì là những người kia họ giàu có rồi. Họ đã chết hết rồi. Phần lớn trên 112 tuổi là chết rồi thưa quý vị. Thì có nhiều chuyện. Thứ nhất, quý vị cũng nghe trong thời gian vừa qua rất nhiều người họ không có khai cái tên của người thân đã chết của họ để làm gì? Chúng ta bắt được những cái chuyện là chết rồi nhưng mà tiền an sinh xã hội vẫn gửi về và vẫn có người đi cash cái số tiền đó để xài, có người đó là người trong gia đình. Rồi một cái chuyện khác nữa, nhiều người vào nhập lậu ở đây. Ngày trước tôi cũng đã từng nghe nói những cái chuyện mà họ kể rất là chính xác rằng là có những cái tay cứ đi vào những cái nghĩa địa cũ anh Dũng, coi ngày sinh tháng đẻ, coi cái tên cái người nào đó đã chết hơi xa xa rồi, xong rồi họ về họ có một cái hệ thống nào đó danh tận như thế nào đó. Họ bắt đầu truy ra cái số tên, số an sinh xã hội của cái người đã qua đời đó. Rồi dùng cái số đó bán cho những người nhập cư lậu vào Hoa Kỳ. Đó là một cái điều mà nó liên quan đến chuyện này. Nhưng mà trong cái thế giới mà tìm những cái tên tuổi như thế đó,
mà mắc tiền nhất đó là họ đi tìm số tên của các em bé mà sanh ra sớm qua đời. Vâng. Và thường thường cái đó thì đương nhiên hồ sơ còn rất là trẻ. Vâng. Và thậm chí có nhiều người kể rằng là có những cái hồ sơ là ủa đứa bé này mới có chín chưa được 10 tuổi mà làm chủ biết bao nhiêu là cái business khai thuế tùm lum tùm la hết. Thì đó là những cái mà gian lận ở tại Hoa Kỳ này. Đương nhiên cái sự gian lận này nó phải có một cái một trong tay những người rất là hiểu biết cái system vâng. của Hoa Kỳ nó hoạt động như thế nào. Và một cái điều đặc biệt nữa mà chúng tôi cũng nhắc lại là các cơ quan chính quyền của Hoa Kỳ từ cấp liên bang xuống tiểu bang xuống thành phố lại có những cái chuyện mà họ không chia sẻ thông tin với nhau. Vâng. Cho nên mỗi lần mà đi tìm cái gì nó vô cùng khó. Vâng. Anh nói vô cùng khó là anh nói nhẹ đó, tìm không được là bởi vì không ai có quyền bắt họ chia sẻ hết, trừ khi có lệnh của ông tòa mà thôi. Nhân Long nói cái chuyện mà khai thuế thì kể cho quý vị nghe cái chuyện ví dụ đơn giản. Bây giờ ví dụ tôi khai thuế, năm nay tôi làm nhiều quá ha. Tôi muốn giảm thuế. Ngoài vợ con ra tôi khai thêm một số khác nữa. Mà những số này những người này tôi không cần biết là sống hay không không mà tôi biết đây là cái số hợp pháp thì sở thuế họ bấm ra là họ thấy ngay cái số này thôi. Là nó ra. Nhưng mà cái quan trọng là tôi đừng ăn gian nhiều dễ bị audit. Ăn gian ít thôi thì again sở thuế cũng bị cái vấn đề giống như sở xã hội, họ biết là cái ông đó cái bà đó gian lận thuế đó. Nhưng mà bây giờ nó gian lận nhiều có 2-3 ngàn, bây giờ đưa một CPA xuống mà kiểm toán hồ sơ thuế đó có khi còn tốn 5-6 ngàn, chục ngàn luôn, không đáng, thành họ bỏ. Thì cứ thế cái vị tính này, mỗi một con sâu làm rầu rồi canh mỗi người béo tí thì nó lên bạc tỷ là đúng rồi. Thành ra, thưa quý vị, ở đâu có kẻ gian hết. Tôi đã nói với quý vị một lần, bây giờ nói lần nữa. Tất cả các bạn đang thở, đang sống trên đất này đều có tội, không cách này cách khác. Chỉ khi chúng ta tắt thở, chúng ta mới hết tội thôi. Nhiều khi chúng ta làm tội, chúng ta không biết. Mà thấy tiền ai cũng ham, quý vị. Đó là những cái gian lận. Trở lại vấn đề là gì? Nhiều khi chúng ta nhìn vậy mà không phải vậy. Có những người chúng ta thấy gian lận rất là ít. Là làng lên thôi. Bọn này tôi gọi là bọn nè. Cái này người ta gọi là gì anh không? Tiếng Anh gọi là white collar crime. Tức là tội phạm mà trí tuệ white color, blue color. Blue color là anh lao động, phải không? Blue color là cái con cổ màu xanh á, tức là dân lao động. White color là dân trí thức đó, chẳng hạn như làm những ngành nghề mà tiền cao, học vị cao xã hội á. Thì thường white crime á là nó nặng hơn bởi cái số tiền nó lớn hơn, nó có trí tuệ hơn, nó trôm nhiều hơn chứ không trôm bạc lẻ như cái bọn mà white mà blue color. Đó, thành ra quý vị để ý cái chuyện đó. Nhân anh Dũng nhắc đến chuyện mà trốn thuế thì là nhân Dũng mới đưa cái trường hợp có nhiều chuyện mà trốn thuế không có nhiều thì bỏ qua, nhưng mà lại cũng có một cái nghịch lý ở trong đây là các đại công ty thì thường thường ít bị các bị sở thuế rớ gáy, tại vì để vào sâu trong đại công ty á là phải qua biết bao nhiêu hàng rào, nhiều khi tiền mà đi vào điều tra đó không bù lại được cái tiền mà lấy lại. Nhưng mà thường thường các sở thuế lại tấn công các business nhỏ. Vâng. Tại vì dễ lấy hơn. Vâng. Cho nên dễ bắt nạt hơn. Dễ bắt nạt hơn. Dạ, còn cái chuyện hơn. Trốn thuế thì cái làm cái gì thì làm. Có ăn thì phải có nhả ra một tí để cho mà yên thân. Đó là mà trốn thuế là khắp nơi quý vị. Đi làm họ làm những hãng lớn là không trốn thuế thì không phải là làm ăn mà. Họ cho chuyện đó là không có sai nha. Phải nên nhớ là không có sai nha. Bởi vì những hãng lớn mà khi họ trốn thuế là họ có lý của họ bảo hey, chúng tôi làm chết cha chết bà luôn, cực lực là mấy ông không làm, mấy ông thu tiền chúng tôi mà mấy ông chả làm gì cả, mấy ông thu tiền xong mấy ông ngồi mấy ông quánh nhau. Như nãy khán giả nào nói đó, tối ngày cứ vô đánh nhau không có lo làm phục vụ cho người dân. À, hay là chẳng hạn như bên Ferguson nó lấy tiền phạt nhưng mà không phục vụ người dân mà đi trả lương cho nhân viên. Đó là những cái mà làm cho các doanh nghiệp họ có cái lý của họ. Ở đây không, họ có cái tình thì đúng hơn. Họ bảo cái này là chúng tôi phải ngăn chặn lại. Lý thì chúng tôi sai đó. Nhưng mà hey, giống như vượt đèn đỏ, cảnh sát không thấy đâu phạt được đâu. Cho tới khi mà phạt được thì chúng tôi tìm cách ngăn cản. Thì đó là cái vấn đề con người và vấn đề tiền bạc ở nước Mỹ này, thưa quý vị. Nghe các bạn tin này thì tôi đọc xong tôi cũng xém té ngửa. Bà xã bảo anh làm gì mà anh đập đùi, đập chân dữ rồi đó. Không thể ngờ Mỹ có 6 triệu có rưỡi con ma. 6 triệu rưỡi con ma. Nhưng mà đó là system của Mỹ, thưa quý vị. Thưa quý vị, nhiều khi qua chuyện này chúng ta thấy càng văn minh nhiều thì ma càng nhiều, thưa quý vị. Đó là câu chuyện liên quan đến bản tin này sáng ngày hôm nay. Xin quý vị vẫn tiếp tục với bản tin của SPTN. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại.